Light Finance, the Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Quý vị và các bạn thân mến, Bitcoin, loại tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã có một bước tiến mới khi vượt qua bạc và leo lên vị trí tài sản lớn thứ 8 trên thị trường toàn cầu. Theo dữ liệu từ Company's Market Cap, vốn hóa thị trường của Bitcoin hiện đạt 1.409.000 tỷ USD, vượt qua bạc với giá trị 1.381.000 tỷ USD. Đây là kết quả của sự tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin khi giá đồng tiền này đạt mức cao nhất là 71.688 USD, ghi nhận mức tăng 48,5% trong vòng 30 ngày qua. Mặc dù Bitcoin đã vượt qua bạc và đang tiến gần đến vị trí của Alphabet, công ty mẹ của Google, công ty tự hào có vốn hóa thị trường là 1.688.000 tỷ USD. Tuy nhiên, Bitcoin vẫn còn một chặng đường dài trước khi có thể cạnh tranh với vàng, tài sản lớn nhất thế giới, với vốn hóa thị trường là 14.665.000 tỷ USD. Sự gia tăng gần đây của giá và vốn hóa thị trường của Bitcoin một phần là do sự ra mắt thành công của các quỹ ETF Bitcoin Spot trong vài tháng qua. Sự thành công của các quỹ ETF này đã thúc đẩy sự tăng giá của Bitcoin vì chúng cung cấp cách tiếp cận dễ dàng và thuận lợi cho nhà đầu tư tổ chức. Việc Securities and Exchange Commission chấp nhận các quỹ ETF Bitcoin Spot đã mở ra cánh cửa cho các nhà đầu tư tổ chức tiếp cận Bitcoin, tạo ra động lực cho sự tăng giá của tiền điện tử này. Ngoài ra, London Stock Exchange đã quyết định chấp nhận đơn đăng ký trái phiếu hoán đổi danh mục Bitcoin và Ether. Dự kiến sản phẩm này sẽ được ra mắt chính thức từ quý 2. ETN là loại chứng khoán nợ được bảo đảm giá trị bởi tổ chức phát hành, chứ không phải loại tài sản mà nó đại diện. Các ETN tương tự như trái phiếu nhưng không trả lãi và thị giá biến động như cổ phiếu. Không chỉ lập kỷ lục về vốn hóa, Bitcoin còn đạt được thành tích mới về thanh khoản. Từ mức thông thường dưới 20 tỷ USD mỗi ngày, tổng giá trị giao dịch của tiền số này đã vượt qua mức trên trong nửa tháng qua. Kỷ lục giao dịch trong ngày 5 tháng 3, thời điểm phá đỉnh giá cũ của đồng tiền này đạt hơn 1.000. Thời điểm phá đỉnh giá cũ của đồng tiền này đạt hơn 102,8 tỷ USD. Tại Hàn Quốc, khối lượng giao dịch trên các sàn tiền có trụ sở tại đây đạt kỷ lục 11.800 tỷ won vào ngày 11 tháng 3, tương đương 9 tỷ USD. Con số này cao hơn cả thanh khoản trên sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc cuối tuần trước, đạt 11.470 tỷ won, tương đương 8,7 tỷ USD. Với vị trí vững chắc trong top 10 tài sản hàng đầu thế giới, sự chú ý sẽ tiếp tục đổ dồn vào hiệu suất và tiềm năng tương lai của Bitcoin, cũng như khả năng thu hút vốn đầu tư từ các nhà đầu tư tổ chức. Các nhà phân tích đang dự đoán một mức giá 100.000 USD cho Bitcoin sau kỳ halving sắp tới, đánh dấu một bước tiến mới đầy tiềm năng cho loại tiền điện tử này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và